tranh cãi việc hai ca sĩ Nhật bị hỏi chuyện vào khách sạn với bạn trai. Cộng đồng fan của Le Sserafim đang tức giận khi Sakura và Kazuha bị MC trong một chương trình quấy rối. Họ bối rối vì nhận được câu hỏi về việc vào khách sạn với bạn trai. Cuộc phỏng vấn mới lên sóng trên một chương trình Nhật Bản của Sakura và Kazuha, hai thành viên nhóm nhạc Le Sserafim, đang gây tranh cãi. Khán giả chỉ trích MC trong chương trình đặt ra những câu hỏi không phù hợp cho các cô gái trẻ. Một trong những MC của chương trình hỏi Sakura và Kazuha chi phí ở một đêm trong khách sạn sang trọng là bao nhiêu. Các thành viên nhóm Le Sserafim tỏ vẻ bối rối và trả lời họ không biết. Maka tiếp tục, bạn chưa đến đó với bạn trai bao giờ sao? Tại sao bạn lại giả vờ như không biết vậy? Câu hỏi trên đang gây tranh cãi. Cộng đồng fan của Le Sserafim nói riêng và pop nói chung chỉ trích câu hỏi trên vô duyên, quấy rối tình dục, đặc biệt với thần tượng 19 tuổi như Kazuha. Trên diễn đàn Vanet, khán giả chỉ trích Sakura và Kazuha bị quấy rối tình dục dù họ là nhân vật chính trong chương trình đó. Họ đáng thương và là nạn nhân. Thật kỳ lạ khi chế nhạo phụ nữ như các chương trình giải trí Nhật đang làm. Ở chương trình này, quyền con người của thần tượng rất thấp, không chỉ với thần tượng nữ mà cả nam. Ở Hàn Quốc, một MC như vậy sẽ bị tống cổ, không bao giờ được xuất hiện trên truyền hình nữa. Sakura, sinh năm 1998, và Kazuha, 2003, là thành viên nhóm nhạc Le Sserafim. Trước khi ra mắt với Le Sserafim, Sakura đã nổi tiếng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Cô ra mắt trong HKT48, nhóm nhạc chị em của AKB48 tại Nhật Bản, năm 13 tuổi. Năm 2018, Sakura tạm dừng hoạt động ở HKT48 để tới Hàn Quốc tham gia chương trình Sống Còn Produce 48 và đạt hạng 2 chung cuộc. Cô hoạt động ở nhóm nhạc dự án EZ, ONE tại Hàn Quốc trong hơn 2 năm. Sau khi EZ, ONE tan rã, Sakura trở lại Nhật Bản để tiếp tục hoạt động cùng HKT48 và AKB48. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Sakura thông báo tốt nghiệp HKT48. Nữ ca sĩ một lần nữa tới Hàn Quốc theo lời mời của HIB và gia nhập nhóm nhạc Le Sserafim. Le Sserafim còn một thành viên khác cũng nổi tiếng từ Produce 48 là Kim Jae-won.